Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phê và quý anh chị. Khi nhắc tới ngày 8 tháng 3 là chúng ta nhớ ngay tới ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng ngày này cũng là một ngày rất đặc biệt cho tất cả quý cha, quý thầy trong dòng trợ thế. Bởi vì đó là ngày sinh và cũng là ngày qua đời của Thánh Gioan Thiên Chúa. Thánh Gioan Thiên Chúa với tên khai sinh là João Cidade, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 ở Montemor Onovo ở bên Bồ Đào Nha, và ngài đã qua đời ngày 8 tháng 3 năm 1550 ở thành phố Granada ở bên Tây Ban Nha, là một tu sĩ Bồ Đào Nha đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những người nghèo khó và đã khai sinh ra dòng trợ thế gọi là Lord Hospitalier de Saint-Jean de Dieu. Dòng trợ thế Lord Hospitalier de Saint-Jean de Dieu đã được thành lập ở thành phố Granada ở Tây Ban Nha năm 1539 bởi Thánh Gioan Thiên Chúa để chăm sóc những người nghèo và những người bệnh. Hiện nay, dòng thánh đang chăm sóc và đón tiếp, đồng hành với khoảng 1 triệu người bệnh tật và nghèo khó ở trong 454 cơ sở rải rác trên 53 quốc gia và trên 5 lục địa. Hiện nay, dòng thánh có 1.100 thành viên. Và sau đây con xin chia sẻ một bài viết ở trên trang mạng Atalia của tác giả Anne Bernet ngày 7 tháng 3 năm 2024. Với đề tựa là Saint-Jean de Dieu, l'inventeur de l'hôpital moderne qu'on prenait pour un fou. Đấng sáng lập ra loại hình bệnh viện hiện đại, đó là Thánh Gioan Thiên Chúa mà trước đây người ta coi ngài như là một người điên. Động từ prendre quelqu'un pour quelqu'un là coi ai như là ai. Thánh Gioan Thiên Chúa bị người đời coi như là một người điên. Pris pour un fou, c'est à l'asile qu'il prend conscience de l'horrible souffrance des malades mentaux maltraités. Malade là người bị bệnh, mentaux bệnh về tâm thần, maltraité bị đối xử tệ. Khi ngài bị coi như là một người điên và chính ở trong cái trại giam của những người điên mà ngài đã ý thức được cái nỗi đau khổ kinh khủng của những người bệnh tâm thần đang bị bạc đãi. Fondateur de l'ordre des hospitaliers, Jean de Dieu est le véritable inventeur de l'hôpital moderne. L'Église le fête le 8 mars. Thánh Gioan Thiên Chúa là người sáng lập ra, là một người sáng lập đích thực của loại hình bệnh viện hiện đại, và Hội Thánh mừng lễ Ngài vào ngày 8 tháng 3. Ngài bị coi như là một người điên, nhưng chỉ khi trong tù thì Ngài mới hiểu được nỗi đau khủng khiếp của những bệnh nhân tâm thần đang bị bạc đãi. Thánh Gioan Thiên Chúa là người sáng lập dòng trợ thế. Ngài đúng là người đã sáng tạo ra loại hình bệnh viện hiện đại. Grenade 20 janvier 1538, la foule se presse pour entendre Jean Davila, grand prédicateur venu parler du martyre de Saint-Sébastien. Ngày 20 tháng 1 năm 1538, một đám đông lớn đang chen nhau để nghe Thánh John Avila đang giảng thuyết về việc tử đạo của Thánh Sébastien. Le sermon est brillant, bouleversant. Beaucoup de gens pleurent en l'écoutant. Bài giảng này rất là hùng hồn, lay động lòng nhiều người và nhiều người đã khóc lóc khi nghe bài giảng này. Soudain, au premier rang, un homme d'âge mûr, car il a passé la quarantaine, se dresse, ruisselant de larmes, se frappant violemment la poitrine, il hurle: Ayez pitié d'un pauvre pécheur, mon Dieu, ayez pitié de moi, il paraît frappé de démence. Và bỗng nhiên từ hàng đầu tiên có một người luống tuổi, bởi vì người này đã quá 40 tuổi, đứng lên, ruisselant de larmes mà là nước mắt rầm rề. Ruisselant đây là chảy như là suối á, nước chảy như là suối, đây là nước mắt chảy như suối, đầm đề nước mắt. Se frappant violemment la poitrine, đấm ngực thật là mạnh, và người đó la lớn: Lạy Chúa, xin hãy thương xót kẻ tội lỗi này, xin hãy thương xót con, người ấy dường như đang bị mất trí. La démence là cái người không còn trí thông minh. Ngày 20 tháng 1 năm 1538, một đám đông lớn đang chen nhau để nghe Thánh Gioan Thành Avila giảng thuyết về việc tử đạo của Thánh Sebastian. Bài giảng thật hùng hồn, lay động lòng người và rất nhiều người đã khóc khi nghe giảng. Bỗng nhiên từ hàng đầu có một người đàn ông đã chững tuổi, đã quá 40 tuổi, vừa la lớn lên vừa đấm ngực khóc lóc:
Lạy Chúa, xin hãy thương xót con là kẻ có tội, xin hãy thương xót con. Người ấy có vẻ như là một người bị mất trí. Il parcourait en se flagellant. Fragile là lấy roi mà đánh người. Đây là tự đánh. Người ấy đi rào hết trong các đường phố và vừa đi vừa tự lấy roi đánh vào người mình. L'homme se nomme Jao Cidade, est né près de Voro, de Vora, au Portugal, le 8 mars 1495, s'est récemment établi libre à Grenade. Người này tên là Jao Cidade, sinh ở Evora ở bên Bồ Đào Nha vào mùng 8 tháng 3 năm 1495 và vừa mới tới thành phố Granada ở bên Tây Ban Nha để mở một cái tiệm sách. C'est d'ailleurs vers sa boutique toujours en proie à cette extasie fiévreuse qui se dirige maintenant. Và bây giờ người ấy sau khi khóc lóc như vậy thì đi về hướng cái tiệm của mình. Và cái tiệm này luôn luôn là nạn nhân của cái việc mà ngài bị quá khích quá. Rentré dans sa librairie. Và người này đi vào trong cái tiệm sách của mình. Il arrache les livres des rayons. Rayon là những cái ngăn kệ để xếp các hàng hóa. Và người này đi vào trong tiệm sách của mình, lôi tất cả các sách từ ngăn kệ xuống. Ce qui traite de religion, il les pose sur le seuil. Những cuốn sách mà nói về tôn giáo thì người đặt những cuốn sách đó trên ngưỡng cửa, insistant à les emporter gratuitement, và kêu gọi mọi người đi qua đi lại có thể lấy những cuốn sách này một cách miễn phí. Quant au roman et aux autres sorties, il les déchire à pleine main, et quand la reliure résiste, l'arrache avec les dents. Còn đối với các loại sách gọi là tiểu thuyết hay những sách thuộc các cái chủ đề khác thì người này sẽ tan ra, và khi cái gáy nó quá cứng, quá dày thì người lấy răng mà xé nó ra. Ses affaires personnelles et vêtements connaissent le même sort. Những đồ dùng cá nhân và quần áo của người này cũng chung một số phận. Indiscriminato restant habillé dans pantalon et d'une chemise usée. Ngài cho hết, người này cho hết tất cả áo quần và vật dụng cá nhân, chỉ giữ lại đúng một cái quần tây và một cái áo sơ mi cũ sờn. Puis il se met à parcourir les rues en se flagellant, se traînant par terre en larmes, refusant de manger. Rồi sau đó đi rảo qua tất cả các đường phố, vừa đi vừa tự lấy roi đánh vào người mình và lê lết trên đất và khóc lóc và từ chối không ăn gì cả. Người ấy tên là Jao Cidade, sinh ngày 8 tháng 3 1495 ở gần Évora, nước Bồ Đào Nha, và lúc ấy vừa mới nhận công việc bán sách ở thành phố Granada ở bên Tây Ban Nha. Bây giờ người ấy đi về phía tiệm của mình, rồi kéo tất cả các cuốn sách xuống khỏi kệ. Những cuốn nào nói về tôn giáo thì người ấy đặt lên trên kệ bậc cửa của nhà, mời mọi người tự do lấy đi. Còn các sách truyện và các loại sách khác thì người ấy mạnh tay xé hết. Cuốn nào được đóng kỹ quá thì người ấy lấy răng mà xé ra. Các đồ dùng cá nhân và quần áo cũng cùng chung số phận. Người ấy đem cho hết, chỉ mặc một cái quần và một cái áo đã cũ sờn. Sau đó người ấy chạy trên mọi nẻo đường, vừa chạy vừa tự đánh roi, có khi thì lê trên đất, khóc sướt mướt và không chịu ăn uống gì. Les premiers jours, les enfants lui jettent des pierres, puis on s'écarte de son chemin, on le chasse en criant au fou. Những ngày đầu tiên thì lũ trẻ lấy đá ném vào người này, rồi sau đó người ta tránh người này khi thấy người này đi trên đường và đột xô đuổi bằng cách la lớn rằng đây là một người điên. La rumeur qu'un démon se promène en ville, dangereux pour lui-même et pour autrui, se répand. Les autorités se décident de l'interner. Và có cái tin đồn đi rao lên rằng có một người mất trí đang đi lang thang ở trong thành phố, nguy hiểm cho chính ông ta và cũng nguy hiểm cho người khác nữa. Và thế là nhà cầm quyền đã quyết định đưa ông vào trong trại giam. Giao se laisse faire sans protester, même quand il expérimente les tristes méthodes destinées à soigner les aliénés. Giao là cái người điên đó, để cho họ đem mình đi mà không có phản kháng gì, ngay cả khi ngài trải nghiệm những cái phương pháp rất là đáng chê trách dành cho để mà chăm sóc những người bị tâm thần. Đó là tắm nước lạnh, douche glacée, effouer và lấy roi mà đánh những người này, chaîne, lấy xiềng xích mà xích những người này, et privation de nourriture, và bỏ đói không cho ăn, insupporte, ngài chịu được tất cả, off to a jour pour la remission du péché,
Don Onuseria và dâng tất cả những chuyện này cho Thiên Chúa để đền tội cho tội lỗi của tất cả mọi người. Những ngày đầu tiên thì lũ trẻ lấy đá ném người ấy, rồi về sau mọi người tránh xa khi gặp mặt. Tiếng đồn bay xa là có một kẻ tâm thần nguy hiểm đang lang thang trong thành phố, gây nguy hiểm cho chính bản thân người ấy và cho người khác nữa. Thế nên nhà cầm quyền đã bắt nhốt người này lại, giao không phản kháng gì cả, ngay cả khi phải chịu những cách trị bệnh dã man dùng cho những người mất trí như là xối nước lạnh giá, đánh roi, xiềng xích hay bắt nhịn ăn, giao cũng chịu đựng hết, dâng cho Thiên Chúa để dành cho việc tha tội. Vincent Didier Fondé en Hôpital chỉ có một ý tưởng duy nhất trong đầu, đó là thành lập một bệnh viện. Peu à peu, cette crise mystique semble s'apaiser, và dần dần cái cơn khủng hoảng về tinh thần này dường như là đã dịu đi. Giao reprend un comportement normal, se fait apprécier des gardiens de l'asile, leur demande la permission de les aider à soigner ses frères d'infortune, besoin à laquelle sans avoir appris, il se consacre avec une douceur étonnante. Dần dần thì cái cơn bệnh thần kinh này có vẻ giảm đi, Giao bắt đầu lấy lại cái cách sống bình thường và được các người gác tù quý mến, và ông và Giao đã yêu cầu những người gác tù này cho phép để giúp họ chăm sóc những bệnh nhân đang thiếu thốn. Đây là một công việc mà ông không được tập huấn, và ông làm một việc này và làm công việc này với một sự hiền dịu đáng kinh ngạc. Au bout de quelques mois, chỉ vài tháng sau, convaincu de sa guérison, les autorités le relâchent, tin rằng ông này đã hết bệnh rồi, thì nhà cầm quyền đã thả ra. Rendu à la liberté, Giao ne parvient pas à oublier non cette pénible expérience, car il en a vu d'autres, mais l'horrible souffrance de ces malades mentaux maltraités. Khi được trả tự do, thì Giao không thể nào quên được, không những là chỉ quên cái trải nghiệm khó khăn cho chính mình mà ngài đã thấy, mà còn không thể quên được cái nỗi đau khổ kinh hoàng mà những bệnh nhân tâm thần đang bị bạc đãi. Dần dà cơn bệnh tan đi và Giao trở lại trạng thái bình thường, được lính cai ngục yêu quý và đã xin phép họ được cùng chăm sóc các bệnh nhân trong trại. Ngài không được học cách chăm sóc các bệnh nhân tâm thần, nhưng dành cho những người này một sự ân cần đáng kinh ngạc. Sau ít tháng, nhà chức trách thấy ngài ổn định thì cho tự do. Giao không thể nào quên được trải nghiệm đau đớn trong trại tâm thần, bởi vì ngài thấy được những sự đau khổ của các bệnh nhân tâm thần. Il n'a plus qu'une idée, và bây giờ ngài chỉ có một ý tưởng ở trong đầu mình, đó là thành lập một cơ sở để đón tiếp những người bệnh, và những người này sẽ được chăm sóc theo cái tinh thần của người Công giáo. Il n'a pas un sou, ngài không có một xu dính túi, qu'importe, không sao cả. Il m'en dira, ngài sẽ đi ăn xin. Au cri lancinant de frère, pour l'amour de Dieu, faites-vous du bien, donnez aux pauvres. Và vừa đi ăn xin thì vừa la như thế này: anh chị em ơi, vì tình yêu Thiên Chúa, xin anh chị em hãy làm một cái điều tốt, xin hãy cho những người nghèo. Quelques bonnes âmes lui donnent de quoi louer un local et mettre des paillasses, une table, des ustensiles de cuisine. Một vài ba người hảo tâm đã cho ngài một chút ít tiền đủ để thuê một cái nơi trốn, và ngài đặt vào đó những cái tấm nệm rơm, một cái bàn và những dụng cụ để nấu ăn. Ce ne sont pas seulement les aliénés que Charles recueille, mais toute détresse croisée dans la rue. Ngài trao không những chỉ nhận những người bị tâm thần, mà còn đón nhận tất cả những người có hoàn cảnh khổ ngài gặp ở trên đường, y compris un vieil arabe à l'agonie, kể cả một người Ả Rập kia già nua và đang hấp hối. Des disciples lui viennent, nhiều đồ đệ đã tới với trao, qui seront avec lui à l'origine de l'ordre des hospitaliers, và cùng với ngài đã là những người đầu tiên thành lập ra dòng trợ thế L'Ordre des Hospitaliers. Ngài chỉ còn một ý định là thành lập một cơ sở để đón nhận họ và chăm sóc họ theo tinh thần Công giáo, nhưng ngài không có tiền, không sao cả. Ngài đi ăn xin và la lên: anh chị em ơi, vì tình yêu Thiên Chúa, xin hãy rộng lòng bố thí cho kẻ nghèo. Vài người tốt bụng đã cho ngài chút ít tiền để thuê mặt bằng. Ngài để vào trong đó những cái nệm rơm, một cái bàn và một ít dụng cụ nấu của nhà bếp. Ngài không những chỉ đón nhận những người bị bệnh tâm thần,
mà còn tất cả những mảnh đời khốn khó bắt gặp trên đường, kể cả một người Ả Rập đang hấp hối, rồi nhiều đồ đệ đến với Ngài, và đó là gốc gác của dòng trợ thế. Début mars 1550, alors que le fleuve sortit de son lit inonde Grenade, Jean se jette à l'eau pour sauver un homme qui se noie. Đầu tháng 3 năm 1550, khi dòng sông đã tràn bờ, Ly đây là lòng sông, dòng sông nó đã tràn ra khỏi bờ và nó làm cho thành phố Grenade bị ngập lụt, thì Jean đã nhảy xuống nước để cứu một người đang chết đuối, in lesu à la rache à la mort, và Ngài không thành công trong việc cứu người đó khỏi thần chết. Regagne péniblement la rive, rồi Ngài khó nhọc bơi vào bờ lại. Cette baignade glaciale achève son organisme brisé par les jeunes privations pénitence. Và cái việc mà tắm trong dòng nước lạnh đầu tháng 3 này đã làm cho các cơ quan của cơ thể Ngài trước đây đã bị tan nát bởi việc ăn chay, bởi việc nhịn ăn, bởi việc đền tội. Và bây giờ đã làm cho cái cơ thể này không còn sức sống nữa. Jean de Dieu mort le 8 mars, jour de son 55e anniversaire. Và Gioan Thiên Chúa đã chết vào ngày 8 tháng 3, vào đúng ngày sinh nhật thứ 55 của mình. Từ Thánh Gioan Thiên Chúa sinh vào ngày 8 tháng 3 và cũng qua đời vào ngày 8 tháng 3. Đầu tháng 3 năm 1550, nước sông vượt bờ, gây lụt lội ở thành phố Grenade. Jean nhảy xuống dòng sông để cố gắng cứu một người sắp chết đuối. Ngài không thể cứu được người kia, đành khó khăn bơi vào bờ. Lần bơi lội trong dòng nước giá lạnh này đã làm cho cơ thể đã kiệt quệ vì chay tịnh hãm mình, đền tội của Ngài không còn cơ hội sống nữa. Jean de Dieu qua đời ngày 8 tháng 3 là ngày sinh nhật thứ 55 của mình. Son œuvre lui survivra, répondant sa conception neuve et humaine des soins aux malades de l'hôpital. Công trình của Ngài còn sống mãi và lan tỏa với quan niệm mới, với mang tính nhân bản về việc chăm sóc những bệnh nhân ở và của bệnh viện. Canonisé en 1690, Saint-Jean-de-Dieu est le patron des malades hospitalisés, du personnel hospitalier, des infirmiers, mais aussi en souvenir de ses premières activités des saints primaux, religieux et libraires. Được phong thánh vào năm 1690, Thánh Gioan Thiên Chúa là quan thầy của các bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện, là quan thầy của các nhân viên y tế, là quan thầy của các người y tá và đồng thời cũng là quan thầy của những nhà in, những người đóng sách và những người bán sách. Và con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phe và quý anh chị.